Xin kính chào quý vị. Nhu cầu sử dụng xe đa dụng ở Việt Nam đang ngày càng nở rộ. Dòng xe này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí của một gia đình. Và khi nói đến xe đa dụng thì chắc hẳn là nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến một chiếc xe hai cầu. Bởi vì đơn giản là một chiếc xe hai cầu sẽ giúp chúng ta chinh phục được những địa hình khó khăn hơn, có thể thỏa mãn được cái nhu cầu ngao du nhiều hơn. Vậy thì một chiếc xe đa dụng nhưng lại chỉ có một cầu sẽ có những cái bất lợi và lợi thế gì? Chi phí đầu tư và sử dụng ra sao? Chi phí nhiên liệu thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay cùng với chiếc Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy nhìn qua một số những lợi thế đầu tiên của chiếc xe này. Thì Pajero Sport khác với một số dòng xe SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay ở chỗ là các phiên bản dù là một cầu hay là hai cầu đều sử dụng chung động cơ. Chỉ khác biệt là ở chỗ là khác ở hệ thống dẫn động và một số những cái trang bị nâng cao. Tuy nhiên chỉ một chút khác biệt vậy thôi, nhưng mà phiên bản một cầu này nhẹ hơn so với phiên bản hai cầu tới gần 200 kg. Và thông tin quan trọng hơn rất nhiều, đó là nếu như chúng ta mua phiên bản một cầu này thì sẽ tiết kiệm so với phiên bản hai cầu tới hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra thì Mitsubishi còn áp dụng một số những cái chương trình khuyến mại khác. Tổng số tiền chênh lệch cộng với số tiền khuyến mại thì chi phí đầu tư một chiếc xe một cầu này có thể tiết kiệm lên tới gần 300 triệu đồng so với phiên bản hai cầu. Đó thực sự là một con số vô cùng hấp dẫn đối với nhiều gia đình khi mà không có nhu cầu sử dụng hai cầu. Và điều này khiến cho mức giá của Pajero Sport phiên bản một cầu thực sự là vô cùng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay. Về chi tiết nội và ngoại thất thì chúng tôi sẽ không đi sâu, bởi vì chúng tôi đã có một video khá chi tiết về chiếc xe này trong cái ngày ra mắt. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ điểm qua một số những chi tiết nổi bật nhất và khác biệt so với phiên bản hai cầu. Đầu tiên phải kể đến đó chính là hệ thống đèn chiếu sáng. Thì phiên bản một cầu vẫn sử dụng đèn bi LED hoàn toàn tự động và cũng tự động điều chỉnh độ cao của góc chiếu sáng và có cả đài đèn LED chiếu sáng bên ngày. Chỉ có một chút khác biệt ở đây, đó là đã bỏ đi hệ thống rửa đèn. Phía sau thì cửa khoang hành lý cũng được đóng mở hoàn toàn rảnh tay và cảm biến được đặt ở hai bên góc. Và chúng tôi nhận thấy rằng trên chiếc xe này, để mà cái chức năng mở rảnh tay được hoạt động nhạy thì chúng ta cần phải đá chân và rút ra thật nhanh. Đó. Còn nếu như chúng ta đá chân mà giữ lâu thì cửa sẽ không hoạt động. Đó, đây cũng là một trong số những kinh nghiệm sử dụng cái cửa đóng mở rảnh tay trên Pajero Sport. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ điểm qua một số những khác biệt bên trong nội thất so với phiên bản hai cầu. Khác biệt đầu tiên phải kể đến đó là hệ thống điều khiển Cruise Control. Trên chiếc xe này đó là hệ thống điều khiển Cruise Control thông thường. Còn trên phiên bản hai cầu thì đó là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, tức là có giữ khoảng cách với xe phía trước. Ngoài ra tất cả những nút bấm khác trên vô lăng, ví dụ như là kiểm soát âm lượng, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát menu, tất cả vẫn được giữ nguyên. Trên vô lăng vẫn có lễ chuyển số thể thao. Hệ thống điều hòa vẫn là tự động hai vùng độc lập, sạc 12V và USB để sạc các thiết bị di động. Và đây là chúng ta có hai cái nút bấm, đó là phanh điện tử và giữ phanh tự động. Đây là hai cái chức năng mà thực sự là rất hữu ích, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Và đây chính là hai cái trang bị mà cao cấp và độc đáo và khác biệt của Pajero Sport so với nhiều đối thủ trong phân khúc này. Toàn bộ ghế vẫn là ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng, trong khi ghế hành khách phía trước chỉnh cơ. Ngoài những khác biệt kể trên thì phiên bản một cầu này cũng thiếu đi một số những trang bị nâng cao khác so với phiên bản hai cầu. Ví dụ như không có hệ thống lọc không khí này, gương chiếu hậu không có chống chói tự động này, không có cửa sổ trời và không có chức năng điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Trang bị tiện nghi ở khoang sau gần như được giữ nguyên so với phiên bản hai cầu. Những cái trang bị tiêu biểu phải kể đến đó là cổng sạc USB phục vụ cho hai người, một cổng sạc 220V 150W để sạc các thiết bị văn phòng hay là thiết bị di động, và dĩ nhiên không thể thiếu đó là cửa gió điều hòa riêng cho từng ghế. Trang bị an toàn chính là yếu tố mà khác biệt lớn nhất giữa phiên bản một cầu này và phiên bản hai cầu. Quý vị hãy nhìn danh sách trang bị an toàn, có thể thấy rằng mặc dù đây là phiên bản một cầu nhưng mà trang bị an toàn cực kỳ dồi dào và có thể nói là dồi dào hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ trung phiên bản một cầu. Và trên phiên bản một cầu này vẫn có một số những trang bị an toàn của gói an toàn E-Assist, mà cụ thể ở đây đó là hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn. Đây là hệ thống độc đáo nhất trong phân khúc này và ngăn ngừa cái tình trạng là đạp nhầm giữa chân ga và chân phanh. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những trang bị cực kỳ hay trong cái điều kiện di chuyển giao thông trong đô thị.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình với chiếc Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu. Cảm nhận đầu tiên khi mà ngồi lái chiếc xe này đó là chính là về khả năng cách âm. Trước tiên là chúng tôi sẽ nói về những cái điều mà chúng tôi chưa hài lòng cho lắm. Đó là ngay cả khi chế độ không tải hoặc là di chuyển ở tốc độ thấp thì cái tiếng ồn đặc trưng từ động cơ diesel vọng vào khoang cabin vẫn còn khá rõ nét. Và có lẽ là chúng ta cũng cần phải chấp nhận cái vấn đề này. Tuy nhiên thì dưới góc nhìn của chúng tôi thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng là Mitsubishi có thể cải tiến thêm một chút nữa về cái khả năng cách âm của khoang máy. Tuy nhiên, hai cái khía cạnh còn lại đó chính là khả năng cách âm thân vỏ và khả năng cách âm gầm xe thì phải nói là tuyệt vời, chúng tôi không có gì để chê. Đầu tiên là khả năng cách âm gầm xe. Khi mà chúng tôi di chuyển trên mọi điều kiện mặt đường, từ điều kiện đường nhám đến đường bê tông, đến những cái cung đường mà đá cũ hoặc là những cái thậm chí là đi qua những cái ổ gà, thì cái hệ thống khung gầm hay là hệ thống gầm của chiếc xe này phải nói là cực kỳ yên tĩnh, cho cái cảm giác rất dễ chịu. Tiếp đó là hệ thống cách âm thân vỏ, thực sự là cũng không hổ danh. Thân vỏ của chiếc xe này trong mọi điều kiện di chuyển, ở mọi giải vòng tour đều không có tiếng ù nào cả. Và chúng tôi đánh giá rằng Pajero Sport phải nói là một trong những chiếc xe mà có cái khả năng cách âm thân vỏ và gầm xe đứng đầu trong cái phân khúc này. Thực tế là khả năng cách âm thân vỏ và gầm xe của Pajero Sport không chỉ là tốt ở cái phiên bản này, mà kể cả những cái phiên bản trước đó và cả thế hệ trước đó đều đã tốt rồi. Và ở cái phiên bản này thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái đặc điểm đó, ưu điểm đó vẫn tiếp tục được phát huy. Và bây giờ thì xin được nói về những ưu và nhược điểm của hệ thống lái. Thì hệ thống lái của Mitsubishi Pajero Sport có lẽ là cũng khá là khác biệt so với các dòng xe SUV cỡ trung khác tại Việt Nam hiện nay. Đặc điểm đầu tiên mà có lẽ là nó cũng có những cái khía cạnh hay và cũng có cái khía cạnh chưa được hay lắm, đó chính là cái số vòng quay vô lăng. Thì hiện tại Mitsubishi đang để số vòng quay vô lăng của chiếc xe này lên tới khoảng 3,75 vòng khi mà muốn quay từ khóa trái sang khóa phải. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta di chuyển trong phố, quay đầu hoặc là di chuyển trên những cung đường đèo mà có nhiều cua gấp, rất gấp chẳng hạn, thì tay của người lái sẽ phải làm việc hơi nhiều. Ngoài ra khi trợ lực ở tốc độ thấp, nếu như những ai chưa quen cái hệ thống lái này thì sẽ có thể sẽ cảm thấy là hơi nặng một chút. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta quay đầu thì chúng ta sẽ cảm thấy có cái điều gì đó nó hơi bất tiện. Tuy nhiên, cái cảm giác đó nó sẽ hoàn toàn biến mất khi mà chúng ta di chuyển tốc độ trung bình hoặc là tốc độ cao trên xa lộ hoặc là trên đường đèo mà có những cái khúc cua vừa phải. Có một vấn đề mà chúng tôi cảm nhận rất rõ nét là chiếc xe này được trợ lực dầu. Khi mà di chuyển ở tốc độ cao thì cảm giác thực sự là nó có một cái gì đó rất đầm, khá đầm và không hề có cái cảm giác lỏng lẻo. Khi mà di chuyển trên đường đèo với những khúc cua vừa phải thì thực sự hệ thống lái này cực kỳ hay. Nó khiến cho người lái có cảm giác là rất thật tay và đánh lái khá là chính xác. Và có thể nói rằng đây là một trong hệ thống lái mà chúng tôi cảm thấy cực kỳ hay trong phân khúc SUV cỡ trung. Còn nói về hệ thống treo thì có thể nói rằng là sau khá nhiều năm và lái khá nhiều dòng xe của Mitsubishi thì chúng tôi nhận thấy rằng Mitsubishi có truyền thống đó là sản xuất ra cái hệ thống treo gọi là mềm mại. Nếu như mà dùng một cái từ chính xác thì có thể nói là hơi mềm. Trên chiếc xe này cũng vậy, trên chiếc xe Xpander cũng vậy, tôi cảm nhận thấy điều đó. Và dĩ nhiên một hệ thống treo như thế này thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc kiểm soát cân bằng thân xe hoặc là độ lắc ngang khi ôm cua. Và dĩ nhiên là điều đó không thể tránh khỏi. Gần như tất cả các mẫu trong phân khúc SUV cỡ trung đều có cái hiện tượng này. Nhưng mà cái gì thì cũng có hai mặt. Vậy thì cái mặt được của hệ thống treo mềm như thế này thì nó sẽ là như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ thử di chuyển vào con đường xấu. Bây giờ thì chúng tôi đang đi qua một công trường xây dựng. Con đường đất lồn nhồn. Đây có thể nói là một cái con đường mòn bằng đất được san tạm ra để cho các xe công trường đi. Thực sự là không thể phàn nàn gì về hệ thống treo của chiếc xe này khi mà di chuyển trên đường xấu. Rất êm, rất yên tĩnh, không có bất kỳ một cái tiếng động lạ nào ở dưới gầm. Và đây chính là một trong những cái đặc điểm mà khiến là chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường xấu để đi cắm trại hay là dã ngoại. Khi di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc là trên địa hình hỗn hợp, hệ thống treo mềm mại như thế này cũng sẽ là lợi thế không nhỏ. Bởi vì hầu hết chúng ta sử dụng xe hàng ngày là di chuyển trong điều kiện đó. Với gia đình, điều đó càng trở nên quan trọng hơn, giúp người thân của chúng ta sẽ cảm thấy thư thái hơn. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được nói đến một vấn đề quan trọng nhất của chiếc xe này, đó chính là hệ thống động lực, bao gồm có động cơ, hộp số và hệ thống truyền động. Trước tiên là về động cơ,
thì khác với một số hãng khác trên thị trường Việt Nam hiện nay, Mitsubishi vẫn trung thành với động cơ cỡ lớn, đó là động cơ 2.4 lít. Qua các thông số về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể thấy rằng Mitsubishi không chạy đua về mặt con số, công suất cũng như là mô men xoắn. Tuy nhiên so với động cơ của Toyota Fortuner Legender phiên bản một cầu thì sức mạnh về mặt lý thuyết của chiếc xe này cũng vẫn mạnh hơn hẳn. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc điều chỉnh cái con số về mặt lý thuyết ở mức độ vừa phải sẽ giúp cho động cơ này bền bỉ hơn. Và động cơ này cũng đã chứng minh được rằng trong suốt khoảng một chục năm qua thì cũng không hề có bất kỳ một cái lỗi lầm gì cả. Và thực sự là nó rất tin cậy trong quá trình sử dụng, thậm chí là kể cả sử dụng trong điều kiện rất khắc nghiệt. Có một chút vấn đề mà chúng tôi cảm nhận được ở đây liên quan đến động cơ này, đó chính là ở tốc độ thấp, giải tốc độ thấp và số vòng tua thấp thì cái phản ứng của chân ga có vẻ như là không được nhạy bén cho lắm. Hay nói cách khác là chân ga có thể nói là hơi sâu. Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể đây là một trong những cái ý đồ của Mitsubishi khi mà đặt cài đặt cái cảm biến chân ga ở mức độ vừa phải khi mà di chuyển ở tốc độ thấp hoặc là khi xuất phát. Khi đó thì chúng ta di chuyển ở trong phố sẽ đạt được cái sự mượt mà hơn, và đặc biệt là sẽ tối ưu cái mức tiêu hao nhiên liệu khi mà chúng ta di chuyển trong phố. Cái việc thiết lập này có thể sẽ làm cho những người mà thích lái xe theo phong cách thể thao sẽ cảm thấy là không được hài lòng cho lắm. Tuy nhiên khi mà đã đạt đến tốc độ trung bình hoặc là tốc độ cao trên những con đường hỗn hợp hoặc là trên xa lộ thì mọi thứ lại trở nên khác hẳn. Lúc đó thì xe thực sự là rất lướt, rất mạnh mẽ và cái phản ứng của chân ga cũng tốt hơn hẳn. Vấn đề tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là vấn đề hộp số. Thì Pajero Sport phiên bản một cầu này cũng như các phiên bản khác được trang bị hộp số tự động biến mô thông thường với 8 cấp số. Rõ ràng thì đây không phải là hộp số có nhiều cấp số nhất trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay. Nó không phải là hộp số có nhiều cấp số nhất, nhưng chúng tôi có thể khẳng định nó là một hộp số mà có cái mức độ chuyển số êm dịu và mượt nhất. Cụ thể là khi mà chúng ta di chuyển, ngay kể cả khi mà tốc độ rất thấp, từ khi xuất phát trong phố, tốc độ chậm, chuyển cấp số 1, số 2 hoặc số 3, cho đến những cái điều kiện vận hành khắc nghiệt hơn, ví dụ như là khi mà di chuyển đang trên xa lộ mà chúng ta đạp ga sát sàn để vượt tốc, thì hộp số đều hoạt động rất mượt và rất êm dịu. Hiện tại thì chúng tôi đang di chuyển trên một cung đường đèo, và một trong những cái trang bị mà chúng tôi sử dụng thường xuyên đó chính là lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Thì đây cũng là một trong những cái trang bị nổi bật của chiếc xe này so với một số những dòng xe SUV một cầu khác tại Việt Nam hiện nay. Với lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng thì cái việc di chuyển trên cung đường đèo thực sự là rất tiện lợi. Và một trong những cái điểm cực kỳ ấn tượng khi mà lái chiếc xe này trên đường đèo sử dụng lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng đó chính là cái khả năng kiểm soát hộp số. Mỗi khi muốn dồn về số thấp hơn để lợi dụng tính năng phanh động cơ thì hộp số đều làm việc rất nhạy bén. Ngay cả khi trong những cái tình huống dồn tới 2 cấp số để lợi dụng tính năng phanh động cơ khi mà đổ đèo thì chúng tôi cũng cảm nhận thấy rằng hộp số này kiểm soát cái việc dồn số rất tốt, không hề có cái tình trạng giật xe, mà thay vào đó là cái cảm giác rất êm dịu, hộp số chuyển số rất dứt khoát. Chính vì vậy mà ngay kể cả khi trong những cái pha đổ đèo mà lợi dụng cái tính năng này thì xe cũng đều di chuyển rất là dễ chịu, tạo cảm giác rất thoải mái cho người ngồi trên xe. Và đây cũng chính là một trong những cái tính năng mà chúng tôi đánh giá rất cao Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu so với các đối thủ khác trong phân khúc này mà cũng phiên bản một cầu tại Việt Nam hiện nay. Vừa rồi là những đánh giá của chúng tôi về những trang bị cũng như là tính năng vận hành của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu. Và bây giờ xin được chuyển sang một nội dung mà có lẽ là rất nhiều người sẽ quan tâm, đó chính là chi phí sử dụng. Thì liên quan đến hạng mục này, chúng tôi xin được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là mức tiêu hao nhiên liệu. Thì mức tiêu hao nhiên liệu quý vị có thể nhìn thấy con số trên màn hình. Đây chính là con số mà chúng tôi tổng kết trong hành trình này, cộng với những ghi nhận và đánh giá của chủ xe, tức là chủ nhân của chiếc xe này sau một thời gian rất dài sử dụng. Đó cũng là một con số mà chúng tôi cũng rất bất ngờ trên một chiếc xe mà trang bị động cơ 2.4 lít. Theo ghi nhận của chúng tôi thì phiên bản một cầu này tiết kiệm khoảng gần 1 lít trên 100 cây số so với phiên bản hai cầu, và đó cũng là một con số mà chúng ta nên cân nhắc. Và vấn đề thứ hai đó là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng. Thì trong thời gian qua có một số tin đồn rằng giá cả phụ tùng của Mitsubishi hơi cao. Thì nhân đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, những ai mà quan tâm đến thương hiệu Mitsubishi, một tin vui rằng trong thời gian qua thì Mitsubishi Việt Nam đã điều chỉnh giá cả phụ tùng ở mức khá là phù hợp. Ngoài ra thì hệ thống đại lý với 41 điểm trên toàn quốc trong thời gian qua cũng đã thay đổi
và hoàn thiện cái chất lượng dịch vụ. Đồng thời, thông tin quan trọng hơn, quan trọng vô cùng, đó chính là thời gian chờ đợi phụ tùng sửa chữa và bảo dưỡng đã được rút ngắn. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành chương trình trải nghiệm chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu. Tổng kết lại hành trình thì đây là một chiếc xe mà có thiết kế năng động, ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Tiếp đó là không gian nội thất rộng rãi. Tiếp đó là trang bị tiện nghi và an toàn rất dồi dào trong phân khúc này. Và tiếp đó là chi phí sử dụng khá là hợp lý. Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn có một số những cái hạn chế. Đầu tiên phải kể đến đó chính là tiếng ồn từ khoang động cơ vọng vào khoang cabin. Và cuối cùng, khi mà chúng ta tiết kiệm gần 300 triệu so với phiên bản 2 cầu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một số những hạn chế khác của nó. Đó chính là nó chỉ có một cầu. Dĩ nhiên rồi, một phiên bản một cầu thì sẽ không thể có những cái khả năng chinh phục địa hình cực kỳ xấu như phiên bản 2 cầu. Tuy nhiên, với gầm cao và lốp béo êm ái thì chúng ta vẫn có thể có những cái hành trình dã ngoại thú vị mà với những địa hình off-road nhẹ. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Liệu nó có đáp ứng được những nhu cầu sử dụng của quý vị hay không? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.